Ok các bác nha, rất tuyệt vời luôn, hôm nay lại rất là có duyên luôn. Một gửi đi hai tỉnh thì cái nhà xe, hai nhà xe này nó là một sát nhau luôn. Đây đầu tiên em quay cho các bác này, đây là văn phòng gì đây, nhà xe Triệu Phố này, Hưng Yên Hải Dương nhé các bác nha. Đây thì hôm nay là khách Hải Dương này, có lấy chậu rửa bát này, hút mùi này, bếp từ này, bệt vệ sinh này, sen vòi này, phun thiết bị vệ sinh là phun thiết bị nhà bếp các bác nha. Đấy, bàn đá này, gương này. Đấy. Chậu này. Đây bếp từ đấy các bác nha. Đấy. Rất tuyệt vời luôn, cái mùa hoàn thiện này các bác ủng hộ em rất là ok luôn. Đấy. Đây, đây là Triệu Phố, đây là Hưng Yên Hải Dương nha. Còn bên này này, rất tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời luôn này. Đây là khu vực này là nhà xe Thanh Nhung nhá, Bắc Linh, Bắc Giang này, này Khánh Yên, Lào Cai nhá. Thì ở đây có bình nóng lạnh này, chậu rửa bát hút mùi này, bếp từ này các bác này. Đấy, và phun thiết bị phòng tắm các bác nhá. Phun thiết bị phòng tắm. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Hôm nay lại rất là có duyên, mưa rất to luôn các bác này. Hiện tại cái đợt này, mùa này mưa rất to luôn. Ngày trên Lào Cai mưa rất to luôn, nhưng mà vẫn cứ phải phục vụ các bác. Đấy. Có cái này rất là nhiều bác nhá, rất là nhiều bác có thể là mua hàng của bên em hiệu ấy là rất là lo lắng là khi về ấy, là đường xá xa xôi là sứt vỡ sứt mẻ như thế nào ấy, đúng không các bác? Rất là nhiều bác lo lắng như thế, thì báo cáo các bác này, em với nhà xe là hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái sứt vỡ các bác nha. Các bác về nhà chỉ cần nhận đúng chủng loại, đúng chủng loại rồi là không sứt vỡ, ngon lành. Còn sứt vỡ ở đâu em với nhà xe là khác hoàn toàn chịu trách nhiệm các bác nha. Đấy, nói rõ và nói lép luôn các bác nha. Nhiều bác rất là lo là hàng đi thì là sứt vỡ như thế nào. Bên em sứt vỡ là bên em ấy, bên nhà xe không lo. Bây giờ em mang ra là em sẽ bàn giao cho nhà xe các bác nha. Còn hai nữa ấy, em nhắc lại là cái thanh toán của bên em hiệu này, có nghĩa là nhận hàng em mang ra nhà xe rồi, nhà xe xác nhận nhận hàng, xác nhận cho các bác nhận hàng là các bác thanh toán. Bây giờ ở đâu cũng thế rồi các bác nha. Nhiều bác không biết, nhiều bác lại cứ nghĩ là bây giờ là phải gửi về đến tận nơi nọ đấy kia mới cả thanh toán. Bên em lại có cái nguyên tắc khác, có nghĩa là khi mà nhà xe xác nhận nhận hàng là các bác chuyển khoản các bác nha. Đó, đấy là cái nguyên tắc bán hàng của bên em, và hiện tại uy tín thì đặt lên hàng đầu các bác nha. Mình làm mình còn phải mong muốn là khi các bác sử dụng hàng tốt ý, các bác còn giới thiệu cho em, đúng không ạ, chứ không phải là bán một lần rồi thôi. Đấy, đây này, đấy, hôm nay đơn hàng full luôn này, full thiết bị phòng tắm, thiết bị nhà bếp luôn này. Đấy, rất là có duyên luôn, hôm nay lại ra lại gặp đúng là hai cái nhà xe này, nó cũng là cái chỗ mà mình gửi luôn. Một là khách đi Hải Dương và hai là khách Bắc Giang các bác nha. Đó, đó các bác nha, bác nào có nhu cầu về thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp thì hãy liên hệ với em hiệu ngay lập tức nha. Đợt này giá nó cực kỳ tốt các bác nha. Đây các bác ở tỉnh lấy rất là nhiều. Ok, xin chào.